Xin chào các bác nha, xin chào các bạn quý khán giả yêu quý của DVH Audio. Hôm nay ở clip này thì DVH lên một cái combo, để ráp cái loa full, và toàn bộ là từ neo hết. Các bé sẽ nói chuyện với các bạn nha. Bát neo, con này là bát 30. Bát 30 từ neo chính hãng BM và tép neo cũng là chính hãng của BM luôn, phần tần cũng là phần tần xịn luôn. Đây lật bát lên cho các bạn xem này. Ở quảng cáo hay sao? Quảng cáo hay sao nhỉ? Hay là chắc lỏng dây đây, bát neo này, bát neo 30 côn 75 các bạn nhá. Đây côn to này, nhẹ quá đẹp luôn. Và nhìn cái nhẹ cổ côn nó này, đẹp không? Quá đẹp luôn và màng phủ bóng. Màng phủ bóng chống nước các bạn nhá. Cái này thì có thể lắp được các cái loa full, loa monitor sân khấu cũng được. Và keo gân tẩm dầu này, gân tẩm dầu rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và củ tép này. Con này là tép từ neo côn 44. Đây. Nhìn này, đẹp không? Đấy các bạn thấy không? Rất là đẹp nhá, từ neo côn 44 và cũng là của BM luôn. Mã nó là gì đây? Chả thấy nó ghi mã gì, công suất thì nó ghi là 100 đến 200W. Con này côn 44 đấy, rất là nhỏ, tép từ neo này thì cái đặc điểm của nó rất là sáng tiếng, độ nhạy cao. Nói chung là cái đặc điểm chung của các cái dòng loa từ neo là âm thanh rất là tốt và đương nhiên là đồng tiền thì đi liền với cả giá trị rồi, đi liền với chất lượng rồi. Tiếng nó rất là tốt, sáng tiếng. Và một cái phân tần nữa, một cái phân tần sử dụng toàn tụ đẹp thôi, tụ spirit rất là đẹp này. Cuộn dây này các bạn có thể nhìn thấy cuộn cảm này, đẹp không? Đấy nhìn này, cuộn cảm hình như điện thoại có quảng cáo hay có gì đấy, thì tắt nhạc rồi. Hôn bật nhạc cho anh hiểu cái này. Nhìn này các bạn, nhìn này cuộn cảm nó rất là đẹp, phân tần đẹp. Và với một cái combo như này, một cái combo như này thì bên mình đang bán với mức giá nó khá là phải chăng thôi. Báo giá các bạn từng món nhá. Tép này là 1.600.000, tép là 1.600.000 một cặp, 1.600.000 một cặp tép này. Bát là 2.550.000 và phân tần thì là 580. Cái này thì là mình đang báo giá ở cái thời điểm hiện tại. Tiền Trung Quốc thì nó có lên có xuống, nên là mình báo ở cái thời điểm hôm nay thôi. Nếu mà sau các bạn gọi mà giá nó có đắt hơn một chút hay rẻ hơn một chút thì các bạn thông cảm nhá. Đây là báo mức giá hôm nay 580.000 một cặp phân tần, 1.600.000 một cặp tép từ neo và 2.550.000 một cặp bát neo. Đây là gọi là một nửa combo. Tất nhiên là mình báo giá đấy là báo giá theo đôi các bạn nhá. Một đôi bát, một đôi phân tần và một đôi tép đấy, các bạn tự cộng lại thì ra bao tiền đấy. Cắm cái điện thoại bật nhạc hộ cái. Ở đây hôm nay thì vẫn quay ở ngoài cái khu công viên này. Thì DVH thì phải sử dụng là điện bình ắc quy các bạn ạ. Một cái ắc quy này, một cái kích điện và một cái con âm ly để phát nhạc đấy. Bật to to lên. Để mình tua lại từ đầu các bạn nha. Rồi mời các bạn đón nghe. Đây là chưa có thùng và chưa có họng kèn nên là không thể nào mà hay được các bạn nhé. Tức là nó chỉ oánh ra cái tiếng chung thôi, nó không ra được cái tiếng bát, tại vì không có thùng để cộng hưởng vào cái tép này. Nó chưa có họng kèn nhá, nên là nó cũng không thể nào nó kêu to bằng cái lúc mình lắp vào thùng được. Lắp vào thùng thì cái họng kèn đấy nó cộng hưởng rất là nhiều cho cái tép kia kìa. Nói chung là đây thì gọi là quay tay bo này thôi, cho ghép vào thùng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ tăng volume lên, mời các bạn đón nghe nhá. Bao chuyện từ khi khoác bờ vai một mảnh áo giả đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ chân anh, niềm thương mến ấy bây giờ và nhìn đời dù gió đua dạt dao còn đẹp cho bé rồi. Đấy, như các bạn đã vừa nghe qua một đoạn mình có test nhạc đấy, thì cái đặc điểm của cái dòng loa neo này các bạn có thể nghe thấy cái tiếng tép của nó, chưa lắp họng vào mà nghe nó đã rất là sắc như vậy rồi. Đấy, tép nghe sắc cực kỳ luôn. Và cái con này thì là tép bắt ốc nhá, chứ không phải là cái tép gen xoáy đâu. Tép bắt ốc này thì nếu mà các bạn mà lắp vào cái kèn mà gen xoáy thì các bạn phải dùng một cái đầu chuyển
một cái đầu chuyển là từ bát ốc sang tem xoáy, còn những cái họng kèm mà nó có 4 cái lỗ để bát ốc rồi thì thôi, bát thì cứ thế bát thẳng vào thùng, rất là đơn giản thôi. Một cái combo rất là đẹp đấy, nhìn này, nó tẩm keo này các bạn nhìn này, gân nó tẩm keo nhá, gân tẩm keo dính dính này, đẹp cực kỳ luôn và tiếng rất là mềm, gân tẩm keo. Con này với một cái combo như này thì các bạn chỉ cần mua thêm một đôi vỏ thùng hoặc là thay vào những cái loa, ví dụ nhà loa nhà mình mà thùng nó đẹp nhưng mà ruột nó hơi đểu, nó hơi lở một tí thì các bạn có thể mua bát, mua tem, mua phân tần về thay thì nghe nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đặc điểm loa neo này, cái tiếng chung nó rất là rõ và hát nó sướng, hát karaoke với những cái dòng này sướng cực kỳ luôn, tiếng nó rất là nổi đấy. Như vừa rồi mình có test nhạc đấy, các bạn nghe cái tiếng mình chưa lắp vào thùng, đang quánh ở ngoài thôi, đang quánh tay bò ở ngoài này và nghe nó đã ngon nghẻ như vậy rồi, lắp vào thùng sẽ hay hơn rất nhiều các bạn nha. Và bên mình thì cung cấp là toàn bộ là hàng mới, cung cấp là toàn bộ là hàng mới luôn. Ba này đẹp chưa, con này là hàng chính hãng luôn nhá, côn 76, côn to đại tướng này các bạn nhỉ, côn rất là to, à côn 75 nhỉ, toàn bộ là hàng chính hãng nhá. Bát này chính hãng BM, tép chính hãng BM và phân tần cũng thế, phân tần này của cái hãng gì mình chả để ý, phân tần này của Trung Quốc, nó rất là đẹp, toàn hàng ngon thôi. Và bên mình cung cấp với một cái mức giá nó khá là phải chăng thôi. Các bạn có nhu cầu mua nguyên combo hoặc là mua lẻ từng món thì bên DVH đều cung cấp các bạn nhé. Thì hãy liên hệ với mình trực tiếp qua hai số điện thoại để được tư vấn nhiệt tình, hoặc là comment xuống phía dưới clip các bạn đang xem để được sở hữu cái sản phẩm rất là chất lượng và giá thành phải chăng này. Đấy. Hôm nay thì ngoài này thì công viên rất là mát. À đây có một thằng này đang ra đây đá bóng, ra đây thấy mình bật nhạc lại hóng hớt ra nghe nhạc hay sao. Quay đến nó thì nó ngại nó chạy rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của DVH nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Và đừng quên ấn đăng ký kênh của DVH Audio để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.